Dự án nó lớn đến nỗi để mà không thể chờ tới mai, nhưng mà cô ta chẳng im lặng và đó cũng đủ nhiên liệu để không mấy vợ cả hai cùng nhau tiếp tục chiến thắng. Oh well, cũng đã lâu cả hai bên đã ngừng đấu và những đêm mình nói vắng mặt cũng chẳng phải là lần đầu, ít nhất là khi mà ta đã chọn người dỗ nhau. Chiếc xe này không phải là nơi duy nhất mà ta đã gối đầu. Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối, chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội. Không có một tội lỗi nó không thể sám hối. Mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho một